Xin chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết học của môn địa lý 8. Chúng ta cùng đến với bài 24, vùng biển Việt Nam. Bây giờ, để kiểm tra lại một số kiến thức của bài 23, thì các em sẽ tham gia vào trò chơi có tên là lật mảnh ghép. Ở đây cô có 4 mảnh ghép tương ứng với 4 câu hỏi. Các em sẽ lần lượt trả lời 4 câu hỏi để lật 4 mảnh ghép. Và cuối cùng hãy cho biết nội dung của bức hình chính ngày hôm nay là gì nhé. Chúng ta đến với câu số 1. Đảo vừa có diện tích lớn nhất, vừa có giá trị về du lịch, an ninh quốc phòng là đảo nào? A. Đảo Lý Sơn. B. Đảo Phú Quốc. C. Đảo Trường Sa lớn. D. Đảo Song Tử Tây. Và đáp án đó là B. Đảo Phú Quốc. Câu số 2. Quần đảo xa nhất về phía đông của nước ta là A. Hoàng Sa. B. Côn Đảo. C. Trường Sa. D. Tất cả đều đúng. Quần đảo xa nhất về phía đông của nước ta là quần đảo Trường Sa. Hình ảnh các em đang quan sát thấy, đây là đảo Trường Sa lớn thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa. Chúng ta đến với câu số 3. Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh, thành phố nào? A. Đà Nẵng. B. Thừa Thiên Huế. C. Quảng Nam. D. Quảng Ngãi. Quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Đáp án A. Câu số 4. Điền từ còn thiếu vào khẩu hiệu của lực lượng Hải quân Việt Nam. 3 chấm là nhà, 3 chấm là quê hương. Và khẩu hiệu của lực lượng Hải quân Việt Nam đó là đảo là nhà, biển cả là quê hương. Bức hình chính ngày hôm nay là một bộ phận của lãnh thổ nước ta. Vậy đó là bộ phận nào? Đó chính là vùng biển Việt Nam. Như vậy là cô trò chúng ta đã vừa ôn lại một số kiến thức của bài 23. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nội dung của bài 24, vùng biển Việt Nam. Bài học hôm nay gồm có 2 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam. Trong phần này, các em sẽ đi tìm hiểu về diện tích và giới hạn của Biển Đông, cũng như là vùng biển Việt Nam, và các đặc điểm khí hậu và hải văn của vùng biển nước ta. Nội dung chính thứ hai, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam. Trước hết, chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 1, đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam. A nhỏ, diện tích giới hạn. Các em sẽ quan sát lên lược đồ, kết hợp nội dung trong sách giáo khoa để trả lời các câu hỏi sau. Diện tích giới hạn của Biển Đông. Diện tích và giới hạn của vùng biển Việt Nam. Sau khi quan sát lên lược đồ, kết hợp đọc nội dung trong sách giáo khoa, các em đã xác định được vị trí cũng như giới hạn của Biển Đông. Biển Đông là một phần của Thái Bình Dương với diện tích 3.447.000 km², trải rộng từ Xích Đạo đến Chí Tuyến Bắc, được bao quanh bởi 9 nước: Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Brunei, Indonesia, Singapore, Malaysia, Campuchia và Thái Lan. Như vậy, Biển Đông là một biển lớn và tương đối kín. Biển Đông tương đối kín bởi vì nó thông ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương bởi các eo biển hẹp. Đó là eo Quỳnh Châu, eo Đài Loan, eo Ba Si, eo Mindoro, eo Ba La Bắc, eo Kalimanta, eo Gatpa và eo Malacca. Các em lưu ý ở eo biển Malacca, đây là nơi nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. Mỗi năm ở đây có khoảng 50.000 tàu thuyền qua lại, và eo biển này thì chiếm tới 1/4 lượng giao thông hàng hải thế giới hàng năm. Do tầm quan trọng của nó, cho nên các tàu thuyền qua lại nơi đây từ lâu đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công cướp biển. Ở trên Biển Đông còn có 2 vịnh lớn. Đó là vịnh Bắc Bộ, nằm ở phía đông bắc nước ta,
và vịnh Thái Lan nằm ở phía tây nam nước ta. Đây là một số hình ảnh về vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan. Vùng biển Việt Nam là một phần của Biển Đông, mở rộng ra đến kinh tuyến 117 độ 20 phút đông và xuống đến vĩ tuyến 6 độ 50 phút bắc, có diện tích khoảng 1 triệu km vuông, gấp 3 lần diện tích phần đất liền nước ta. Cho nên ở nước ta có 28 trong tổng số 63 tỉnh thành phố là giáp biển. Vậy vùng biển Việt Nam bao gồm có mấy bộ phận? Thì các em sẽ quan sát lên sơ đồ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải ven bờ lục địa Việt Nam và sơ đồ mặt cắt khái quát các vùng biển Việt Nam. Chúng ta sẽ xác định được vùng biển Việt Nam bao gồm có 5 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là nội thủy, nằm phía trong đường cơ sở. Bộ phận thứ hai, lãnh hải, có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở. Bộ phận thứ ba, vùng tiếp giáp lãnh hải, cũng có chiều rộng 12 hải lý. Bộ phận thứ tư, vùng đặc quyền kinh tế, có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Và bộ phận thứ năm, thềm lục địa. Những năm gần đây, tranh chấp Biển Đông là vấn đề hết sức nhạy cảm và mang tính chất thời sự. Để hiểu rõ hơn tình hình trên Biển Đông, các em sẽ theo dõi một số hình ảnh trên màn hình. Vào ngày 2 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc ngang nhiên kéo giàn khoan biển sâu Hải Dương 981 và hàng trăm tàu quân sự, hộ tống các loại xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta. Chúng liên tục sử dụng vòi rồng để tấn công tàu của Việt Nam, sẵn sàng đâm húc, gây hư hỏng cho tàu Việt Nam và làm bị thương một số kiểm ngư viên và ngư dân của ta. Không chỉ dừng lại ở đó, Trung Quốc còn cho lưu hành rộng rãi bản đồ đường lưỡi bò, tức là đường chín đoạn, để thực hiện tham vọng đòi chủ quyền phi lý 80% diện tích Biển Đông. Mặt khác, chúng còn đưa quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào cái gọi là thành phố Tam Sa của chúng. Có thể nói, từ trước đến nay, Trung Quốc chưa bao giờ thay đổi âm mưu độc chiếm Biển Đông. Trước những hành động cũng như thái độ ngang ngược của Trung Quốc, thì chính phủ và nhân dân ta luôn chủ động, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thông qua các biện pháp hòa bình, giải quyết các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chúng ta chuyển sang phần B, đặc điểm khí hậu và hải văn của biển. Về đặc điểm khí hậu, bao gồm có 3 yếu tố, đó là chế độ gió, chế độ nhiệt và chế độ mưa. Đặc điểm hải văn cũng có 3 yếu tố, đó là dòng biển, chế độ chiều và độ muối. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm khí hậu. Cô có câu hỏi như sau. Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa. Em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu biển. Yếu tố đầu tiên của khí hậu biển đó là chế độ gió. Nhìn lên trên lược đồ, các em sẽ thấy mũi tên lớn màu xanh thể hiện cho gió mùa đông. Và ở trên biển thì gió mùa đông thổi theo hướng đông bắc. Thời gian hoạt động từ tháng 10 đến tháng 4, hoạt động trong khoảng 7 tháng. Và ở trên biển thì đây là loại gió chiếm ưu thế. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy mũi tên lớn màu đỏ thể hiện cho gió mùa hạ. Và ở trên biển thì gió mùa hạ thổi theo hướng tây nam. Thời gian hoạt động là từ tháng 5 cho đến tháng 9, hoạt động trong khoảng 5 tháng. Riêng ở vịnh Bắc Bộ thì gió chủ yếu thổi theo hướng nam. Yếu tố thứ hai của khí hậu biển đó là chế độ nhiệt. Các em hãy quan sát lên lược đồ và nhận xét sự thay đổi nhiệt độ nước biển tầng mặt vào tháng 1 và tháng 7. Trước hết là sự thay đổi nhiệt độ vào tháng 1. Tháng 1 là tháng đặc trưng cho mùa đông. Chúng ta sẽ thấy vào mùa đông thì vùng biển phía Bắc nhiệt độ của nước biển tầng mặt khoảng 18 độ C. Còn vùng biển phía Nam nhiệt độ của nước biển tầng mặt khoảng 27 cho đến 28 độ C. Như vậy, từ Bắc vào Nam, vào mùa đông, nhiệt độ nước biển tầng mặt tăng dần và có sự chênh lệch. Chúng ta chuyển sang tháng 7.
Tháng 7 là tháng đặc trưng cho mùa hạ. Vào mùa hạ thì nhiệt độ của vùng biển phía Bắc khoảng 28 cho đến 30 độ C. Vùng biển phía Nam khoảng 30 độ C. Như vậy, vào mùa hè, từ Bắc vào Nam, nhiệt độ của nước biển tầng mặt không có sự chênh lệch nhiều. Yếu tố thứ ba của khí hậu biển đó là chế độ mưa. Ở trên đất liền nước ta thì lượng mưa trung bình năm khoảng 1.500 đến 2.000 mm trên năm. Còn trên biển thì lượng mưa thường ít hơn, trung bình từ 1.100 đến 1.300 mm trên năm. Một số nơi như quần đảo Hoàng Sa, lượng mưa trung bình năm chỉ khoảng 1.227 mm trên năm. Như vậy, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong 3 yếu tố của đặc điểm khí hậu vùng biển. Chúng ta sẽ tìm hiểu sang 3 yếu tố của đặc điểm hải văn. Yếu tố đầu tiên đấy là dòng biển. Quan sát lên lược đồ, các em hãy cho biết hướng chảy của các dòng biển hình thành trên biển Đông và so sánh với hướng của hai mùa gió chính trên biển. Nhìn ở trên lược đồ, chúng ta sẽ thấy dòng biển hình thành trên biển Đông tương ứng với hướng của hai mùa gió chính. Thứ nhất là dòng biển mùa đông, được thể hiện là mũi tên màu xanh. Dòng biển mùa đông chảy theo hướng đông bắc và nó tương ứng với hướng gió vào mùa đông cũng thổi theo hướng đông bắc. Dòng biển mùa hạ được ký hiệu là mũi tên màu đỏ. Dòng biển mùa hạ thì chảy theo hướng tây nam, nó tương ứng với hướng gió vào mùa hạ cũng thổi theo hướng tây nam. Yếu tố tiếp theo của hải văn đó là chế độ chiều. Hình ảnh đầu tiên khi thủy triều lên, hình ảnh thứ hai khi thủy triều xuống. Thủy triều là nét rất đặc sắc của vùng biển Việt Nam. Vùng biển ven bờ nước ta có nhiều chế độ chiều khác nhau như chế độ nhật triều, bán nhật triều và tạt triều. Trong đó chế độ nhật triều của Vịnh Bắc Bộ được coi là điển hình nhất của thế giới. Chế độ nhật triều là chế độ mà trong một ngày sẽ có một lần nước lên và một lần nước xuống. Còn chế độ bán nhật triều là chế độ mà trong một ngày sẽ có hai lần nước lên và hai lần nước xuống. Và cuối cùng là độ muối. Độ muối trung bình của biển Đông là 30 đến 33 phần nghìn. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam. Ngoài ý nghĩa về quân sự, an ninh quốc phòng, an ninh khu vực thì vùng biển Việt Nam còn chứa lượng tài nguyên rất lớn. Vậy đó là những tài nguyên nào và môi trường biển nước ta hiện nay ra sao? Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam. A nhỏ, tài nguyên biển. Các em hãy kể tên một số tài nguyên của vùng biển nước ta. Chúng là cơ sở cho những ngành kinh tế nào? Tài nguyên biển đầu tiên đó là sinh vật biển. Vùng biển nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú và đa dạng, có hơn 160.000 loài thực vật, khoảng 32,5 tỷ tấn các loài động vật biển, trong đó các loài cá chiếm 86% tổng trữ lượng. Đây chính là cơ sở để phát triển các ngành khai thác và chế biến. Tài nguyên tiếp theo đó là dầu mỏ và khí đốt. Dầu khí là tài nguyên lớn nhất ở thềm lục địa nước ta. Đây là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp năng lượng. Tài nguyên thứ ba đó là mặt biển. Lãnh thổ nước ta có đường bờ biển chạy theo hướng Bắc Nam, dọc theo chiều dài đất nước, lại nằm kề các tuyến đường biển quan trọng của thế giới, lại có những vũng vịnh sâu kín gió. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông vận tải biển, mở rộng giao lưu với các nước ở bên ngoài. Tài nguyên tiếp theo đó là danh lam thắng cảnh. Bờ biển nước ta dài, có nhiều bãi cát, vịnh, hang động tự nhiên đẹp. Đây là cơ sở để phát triển các ngành du lịch. Tiếp theo đó là muối. Với trữ lượng rất lớn, bởi vì độ muối trung bình của nước biển là khoảng 30 đến 33 phần nghìn. Không chỉ mang đến nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng mà biển còn đưa đến rất nhiều thiên tai. Vậy các em hãy kể tên một số thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta. Ví dụ như bão, lũ lụt hay là triều cường. Ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì thường có triều cường. Biển của chúng ta là kho tài nguyên lớn nhưng không phải là vô tận.
Vậy việc phát triển mạnh các ngành kinh tế đã tác động như thế nào đến môi trường biển nước ta? Chúng ta chuyển sang phần B, môi trường biển. Các em quan sát các hình ảnh sau và cho biết môi trường vùng biển ven bờ nước ta hiện nay như thế nào? Môi trường vùng biển ven bờ nước ta hiện nay đã bị ô nhiễm. Vậy nguyên nhân do đâu? Đó là do rác thải sinh hoạt, rác từ các hoạt động du lịch, nước thải từ các khu công nghiệp, nhà máy và cuối cùng là do sự cố tràn dầu. Muốn khai thác lâu bền và bảo vệ tốt môi trường biển Việt Nam thì chúng ta cần phải làm gì? Đây sẽ là câu hỏi cuối bài mà các em sẽ làm và nộp lại cho cô. Trên đây là toàn bộ nội dung ghi bài của bài 24 Vùng biển Việt Nam. Các em hãy hoàn thiện vào trong tập của mình nhé.